Viết theo, hãy nói theo cách của bạn. Cuối tháng rồi, phải gọi cho mẹ mới được. Alo. Alo, con chào mẹ à. Mẹ đang làm gì đấy ạ? Mẹ đang đọc báo. Sao đấy? Con bảo mẹ này. Mẹ ơi, mẹ đẹp như tiên. Mẹ cảm ơn. Mẹ Thiên Dấu Huyền, mẹ gửi cho con rồi nhá. Bố khỉ nhà anh nữa. Hết tiền là nhớ mẹ ngay nhờ. Nhưng mà hôm nay là chiều thứ bảy, ngân hàng người ta nghỉ rồi còn đâu. Thôi để sáng tuần mẹ gửi cho. Mẹ dùng phần mềm bank plus Viettel đi. Tháng nào mẹ trả đóng tiền điện tiền nước bằng phần mềm đấy còn gì nữa. Mẹ quên mất đấy. Thế đợi mẹ một lát, mẹ gửi cho nhá. Vâng, con chào mẹ, con yêu mẹ lắm. Ui, nhanh vậy. Mới xin mà mẹ đã gửi cho mình á. Em bật lớp Viettel. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.